Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Vợ Đậu. Hôm nay Bếp Vợ Đậu chia sẻ đến các bạn cách ướp và nướng đùi gà bằng nồi chiên không dầu, ngon, đơn giản, dễ làm tại nhà. Và nếu các bạn cũng yêu thích và đang tìm hiểu một công thức nướng đùi gà đơn giản nhất thì hãy theo dõi video của Bếp Vợ Đậu ngày hôm nay nha. Hôm nay thì mình sử dụng hai phần đùi gà. Đùi gà khi mua về thì mình sẽ chà thật là kỹ với muối hoặc là chanh. Các bạn dùng tay và mình xoa kỹ cái lớp da ở bên ngoài ha. Sau đó thì mình sẽ rửa lại thật là sạch với nước và để ra rổ cho nó ráo nước. Tiếp theo thì mình sẽ khứa đùi gà theo những cái đường xéo như thế này. Mình khứa đùi gà để khi mà mình ướp gà thì cái phần gia vị nó dễ thấm sâu vào trong đùi gà hơn. Đồng thời khi mà mình nướng cái phần đùi gà nó sẽ chín kỹ hơn nha các bạn. Nó không có bị cái tình trạng là bị sống ở phía bên trong ha. Sau khi khứa xong thì bây giờ mình sẽ ướp gà. Mình sẽ sử dụng một muỗng canh dầu tỏi. Các bạn không có dầu tỏi phi thì mình sử dụng dầu ăn bình thường cũng được ha. Các món nướng thì mình nên cho một muỗng dầu vào để khi mà mình nướng cái phần gà hoặc là cái phần thịt của mình nó không có bị khô. Một ít hành tỏi băm nhỏ, một chút xíu ngũ vị hương, một muỗng nước mắm, 1/3 muỗng hạt nêm, một muỗng mật ong, một ít dầu màu điều và một ít nước màu. Đối với các món nướng thì mình sẽ thay thế đường bằng sữa hoặc là mật ong nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên và mình để cho gà thấm gia vị tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khi gà đã thấm đều gia vị rồi thì mình sẽ tiến hành nướng gà. Mình xếp gà đều vào trong cái nồi chiên không dầu và mình sẽ chỉnh ở cái nhiệt độ là 160 độ trong vòng 15 phút ở lần đầu. Mình sẽ nướng 2 lần nha các bạn. Lần đầu thì mình sẽ nướng 160 độ trong vòng 15 phút. Nướng xong lần 1 rồi thì mình sẽ kéo ra và mình chở cái mặt gà ở phía dưới nha các bạn. Các bạn nhìn gà nướng rất là vàng ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ chở cái mặt ở phía dưới, mình tiếp tục mình nướng lần 2. Ở lần 2 thì mình cũng sẽ nướng ở nhiệt độ là 160 độ nhưng mà mình sẽ giảm thời gian xuống còn khoảng 10 phút. Và đây là thành phẩm của mình sau 2 lần nướng ở nhiệt độ 160 độ trong vòng 25 phút. Thì những cái đùi gà của mình vàng ươm, mềm, rất là ngon luôn. Hoàn toàn không có bị khô đâu nha các bạn. Với cái món gà nướng này các bạn có thể sử dụng để ăn với cơm hoặc là làm cái món ăn vặt cũng đều rất là thích hợp. Đặc biệt các em nhỏ rất là mê cái món gà nướng này. Các bạn hãy tham khảo cách làm của Bếp Vợ Đậu ngày hôm nay nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Và khi xem video nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên tặng mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé.